Mình đã đổi về thằng kia thành cái này rồi nè. Và cái này thì nhìn đẹp hơn đúng không? Chắc vậy. Mà mình vừa phát hiện một cái mình rất là ghét. Đó là cái mũi màu xanh, cái thân màu đỏ, hài hước. Không để ý. Oh man, trời, phải đổi cái thuyền khác nữa rồi. Như bệnh gì đó. Rồi bây giờ là nhiệm vụ tiếp thôi. Nhiệm vụ đó kia mình làm cái này. Thì đó là mấy viên đạn. Ơi nó đi luôn. Hài hước. Giờ đổi với thằng khác vô nữa thì hơi mất thời gian đó, thôi đi luôn đi ha. Thằng này từng là một con người rồi. Rồi, để kiếm được Artemis á thì mình cần phải học cách để sử dụng cái cổng dịch chuyển ở dưới hành tinh đó. Thằng này sẽ chỉ mình nè. Ủa đây có đây có xe đi đâu rồi nè. Rồi luôn. Còn súng cũng mạnh dữ ta. Nhắm cái đầu nữa nha. Không, phải mình xài này thử. Kinh. Thôi phá cửa đi, đánh mấy này làm gì, né rồi. Né với đỡ rồi. Đây là nhà của một thằng Kovac nào đó. Và nó đã đi như chiến đấu vậy đó. Để lại con pet. Đây là con thú nuôi đó trong này nè. Và nó cũng sắp chết rồi. Cho nên mình nó bắn phát. Đùng. Chết luôn. Không gì đáng để cười á. What the hell, 3.000 nanai hả? Mình cho nó cái dữ liệu gì vậy, mấy cái hành tinh thôi mà nó vậy đó. 3.000 nanai. Phải kiếm một phi thuyền Atlas thiệt là nhanh mới được. Nè. Để mình cho thằng này biết cái thông tin về cái thằng kia cái. Hả? Cho Nada biết thông tin về Artemis. Đây, mình đã đi qua cái cổng dịch chuyển rồi. Hình như là... Ôi! Đúng rồi, nằm trên hành tinh nhà của mình luôn á. Chắc mình sẽ đánh dấu cho này lại luôn, móc một dịch chuyển đi đâu, chỉ cần nhập cái mã thôi. Phải nhập cái mã của một hành tinh của người khác luôn, người khác chơi á. Qua bển, lấy đồ, lấy tiền cũng được. Đã lắm. Mà thôi, làm người ai làm thế. Thật ra mình lấy cái đó cũng không mất gì của người ta chứ. Tại vì mỗi người là một cái kiểu như là một cái game khác vậy đó. Người ta làm sẵn cho mình rồi, mình lên mình lấy thôi. Bài gì chơi bạn chim ngưỡng hành tinh của mình này. Không gì nhiều hết. Phải cây màu xanh nữa là đẹp rồi. Mấy cái màu đỏ quá tiếc, nhưng mà nhìn chung thì rất là yên bình nha. Thì nhà đã luôn, không có bảo gì hết luôn á. Rồi đây là cái số hành tinh ở trong game này nữa các bạn. 18.446.744.073 không, nói chung 18 tỷ tỷ hành tinh đó. Đúng rồi, 18 tỷ nè. Tỷ đó. Ôi trời, gửi ngộ ba. Đúng rồi, bám vô đây chứ, bám ở trên sao được. Nó có cái bông ở trên đầu nó nữa. Rồi dắt ta lại cho làm vụ đi này nè. Bỏ trái nội, bỏ trái. Ơi đừng lại, bỏ trái quá này, chỉ đi thẳng thôi. Nó biết đi thẳng không? Thôi. Rồi thả mày đấy. Tuy nó sẽ ỉa, không biết ỉa cái gì nữa. Thấy chưa? Chưa không? Chưa. Người du hành đầu tiên đã từ chối món quà của Atlas. Mình đã chấp nhận rồi đó. Không biết mình là người du hành thứ mấy á. Giống như là Atlas sẽ cho mình bất tử vậy đó. Mà cái thằng du hành đầu tiên nó không có chịu. Nó nói là nó sẽ tìm một cách khác để bất tử. Trong cái thế giới này người ta muốn bất tử đi khám phá hết mấy hành tinh này nọ. 18 tỷ tỷ hành tinh mà. Rồi, giờ tới gì? Gà nó ỉa rồi kìa. Rồi phải khớm không? Yêu. Gì đây? Pha sim. Thì ra là cái này. Thôi bỏ. Mình phải nhập một cái động mã nè. Cái trên này nè. Vô mới qua được cái chỗ khác. Nhưng mà cái này là nhiệm vụ cho nó làm sẵn cho mình luôn sao á. Rồi tạm biệt ngôi nhà mới yêu. Ta đi đây. Thì mình nhớ thì khoảng cách của mình với lại cái hố đen ở giữa vũ trụ á là 400 mấy chục ngàn đó. 400 mấy chục ngàn năm ánh sáng á. Để coi giờ còn nhiêu á. What the hell? Đây là cái quặng gì đó hả? Toasted Cobalt. Cobalt. Phi thuyền tôi đâu? Ghê quá. Phi thuyền đâu rồi?
Không phải con này. Không. Ủa, không chịu hỏi phát hiện xuống được rồi sao mà đi? Atlas Protocol Initiate. 16, 16, 16 nữa. Ồ, đây nhiều thứ quá. Ra chết. À, tiếng gì? Ôi. Ủa? Oh, what the hell? Atlas này hả? Cái lần đầu tiên mình gặp nó là cục màu đỏ. Lần thứ hai mình gặp nó là cục màu đen. Bây giờ là màu đỏ trong màu đen ngoài. Mày nó học ngôn ngữ của nó cái. Wipe system. Wipe là xóa hoàn toàn nguyên cái hệ thống là sao? Perform diagnosis. Diagnosis là như phân tích vậy. Phân tích thử. 19 tỷ nó... Phải 19 tỷ không? Ồ, đã thiếu số rồi. The hell. Ờ, thiếu số rồi nha, nhà phát hành game. Đây là 19.000 tỷ năm á. Từ lần cuối mà phân tích 64% thế giới chưa được khám phá. Ồ, vậy là đã khám phá được 36% rồi đó. Còn phải sửa thằng Atlas này là hết á. Đây là cái máy thôi. Sao nó trả lời là tôi? Initial Personality Interface. Personality là cái tính cách à. Cơ thể của tôi, giọng nói của tôi, linh hồn của tôi đang nói chuyện với tôi. Ồ, tôi muốn hỏi về Artemis, tôi muốn tìm thấy họ, nhưng mà cái gì đó đang xảy ra với tôi. Tôi cần phải thoát khỏi đây. Tôi cần phải submit là chấp nhận, scream là hét. Rejoice là cái gì không biết. À, rejoice tức là ồ, đâu phải đâu, cái này choice mà. Hét hay là chấp nhận đây. Mình đã chấp nhận Atlas kia thôi, nhưng này chấp nhận không đây. Tôi cố gắng để submit này như đăng ký vậy mà. Chấp nhận số phận. Nhưng mà đã quá trễ để chấp nhận số phận, the hell. Quá trễ rồi. Tôi đã hoàn toàn thuộc về nó luôn rồi. Oh. What? Đi. Lên cho nó nói chuyện nó xíu thôi đó. Mình mới cho lên bật cái hologram lên này. Lên. Tiền chơi chế độ khó khi không biết nữa. Cố lên. Chỉ cần nói chuyện nó thôi là mình sẽ không có bị mà tuột cái vụ mà giáp á. Kìa. Đây là gì? Đã héo. Ai nói vậy? Nun. Nói cho tôi biết. Cái lý do để sống khi mà biết chắc chắn là mình sẽ chết. Nói mình không biết. Mình không biết đi. Mình không biết thiệt mà. Tôi cũng vậy. Ồ. Nhánh. Tôi biết bạn. Traveler. Tôi biết bạn đã đi đâu. Tôi với bạn đang chuẩn bị đi đâu luôn. The hell? Ghê. Tiếng chi vậy? Nếu như tôi nói là thêm mấy có thể sống thêm một lần nữa, bạn sẽ làm gì? Tôi sẽ cho nó sống lần nữa. Có gì đâu. Bạn làm cho tôi nhớ lại tôi hồi trước. Tôi cần mind arc. Cứu nó sống được thì cứu thôi. Chạy. Ui. Rồi. Trời ơi, bay vô lửa nữa. Vô. Rồi, vô vũ trụ thôi. Mừng quá. Tạm biệt, cái hành tinh chết tiệt. Hành tinh có mùi nồng nặc. Mùi gì ta? Và cuối cùng là cái gì? Cái này, ủa, đẹp vậy? Khá đẹp á. Icebound, hành tinh băng. Còn không, hình như là hết rồi. Ủa, còn nữa. Đây mới là cái cuối cùng nè. Boiling Planet, hành tinh bốc hơi. Thôi bốc hơi nha, boiling là sôi á. Là nó nóng lắm, nói chung là vậy. Các bạn, mình nói thằng Nada rồi và nó không biết gì thằng Nôn hết. Thì thằng Nôn với thằng Apollo là hai đứa như là hai người du hành mà kiểu như tự do vậy đó, không có ràng buộc bởi bất kỳ tổ chức nào luôn. Cho nên tụi nó không chịu chia sẻ thông tin của nó cho tụi này biết. Nói chung thằng Nada với thằng Apollo trong này á, nó cũng rất là tôn trọng tự do của người ta, không hỏi nhiều. Người ta không chịu nói gì thôi, kiểu gì đó. Rồi, bây giờ thì đi vô hố đen tiếp. hố đen thường nó sẽ hút mình vô mà phải không? Mình không bay thì sao? Không được. Không đến hút mình vô ta. Hố đen ảo vậy. Nè, kế bên này nè. Đây. Mình lôi lại. Lôi đâu? Chuyển hướng được luôn. Ảo quá. Đi.
6 hành tinh. Nhìn nhìn có triển vọng này nha. Verdant Planet. Có activate copper luôn. Ồ. À, trời ơi. Mình di chuyển 1 triệu năm ánh sáng. What? Đâu rồi? Ở đây cái bản đồ này không biết có cái mũi tên không ta? Không chỉ bạn được. Mình từ cái góc trên của cái... Các bạn nhìn cái góc bên trái ở trên đó, đó là bản đồ của thiên hà mình đó. Hồi nãy mình vừa ở trên, tuốt ở trên đầu á, dịch chuyển qua tuốt bên phải. 1 triệu năm ánh sáng. Oh my god. Rồi, với đây là dùng quên tiêu rồi, xanh tươi thì đó. Đây là tinh băng, khỏi quét chi, nè, cũng bấm quét nè. Ta như thằng não nó vậy đó. Mới đang giúp mình nè. Ui ui ui. Mình phải bắn né nó nữa. Hạ nó khỏi giúp mình rồi. Mình bắn trúng nó cái nó bắn mình luôn. Cái tự có phi thuyền này, mấy cái tàu của nó còn đẹp đẹp không? Rồi. Có hành tinh xanh tươi để có vẻ là vô được nè. Verdant Aggressive Sentinel là thấy không khoái rồi. Đi chơi thôi. Để kết thúc tập này luôn. Ờ ha, nhiệm vụ. Nó kêu mình làm cái Mind Arc gì đó và nó cần cái Soul Engine. Đây, cần Cadmium. Mà cadmium thì chưa kiếm ra đâu hết. Ơi. Cadmium. Cadmium thì là cái nhiệm vụ kia. Trời ơi, hồi làm chơi nhiệm vụ luôn á. Nè. Thằng nào nó tới nói chuyện với mình á, mình bay quá trời luôn. Bỏ qua nó luôn rồi. Kệ đi. Ôi ô, khoan khoan. Qua dùng một cái biển đi. Ở ngoài nhìn vậy thôi chứ vô trong này hình xôi á. Có thể nó sẽ đẹp lắm á. Chỉ cần qua cái bầu khí quyển này thôi. Ôi nó gượt mình hay gì. Ôi chạy. Đây thì phải có bo đây. Thì mình đào miếng lên. Bây giờ mới sửa thì thiền. Ủa trời nó nhiều kìa. Ok đừng có khá. Đi. Đi xứ thì nhanh thiệt. Đừng như nó quét nghe nó quét được là nó bắn mình á. Tránh xa nó ra. Ừ gượt đi gượt đi. Gượt kịp tao làm con mày luôn. Rồi đào mới đó thôi rồi đi. Raptino Bone. Hành tinh này có rất là nhiều cây cối và động vật luôn á. Ý. Nữa hả? Này không. Ý bảo bảo bảo. Coi thử bảo là gì. Nó bảo cho này là cực kỳ nóng luôn. Đó. Đó rồi đó. Còn nóng nữa không? Thôi. Không chơi ngu nữa. Bảo 143 độ C cũng bình thường thôi. Rồi khi xong cái chuyện nhiệm vụ kiếm cáp mi âm này mình sẽ quay lại khi mà mình đã tạo được cái cục này rồi ha. Đây nè. Để mà mình hồi sinh coi hạ Artemis lại. Mình tưởng động cơ cáp mi âm á là mình cần phải nạp vô. Không, cần ghép vô thôi. Nó còn hai cái động cơ nữa. Động cơ này để vào những cái hệ sao mà nó màu đỏ. Rồi mấy động cơ kia thì sao màu xanh dương với màu xanh lá hay sao á. Mình nhớ là vậy. Và chắc là mấy cái đó thì sẽ kiếm tiền được nhiều hơn. Tại vì nó mắc lắm. Chưa mua, mình mua được á mà thôi. Đi nhiệm vụ tự nhiên dắt mình tới luôn. Mua chút chi phải không. Này mặt trời có nước. Và bao nhiêu hành tinh nha, mình quên coi là nhiều 4 gì. Hành tinh màu đỏ. Hành tinh máy móc hả. Acidic Planet. Hành tinh acid. Và một cái cuối cùng. Ủa cái gì? Đỡ héo. Bà đã ngoài thử. Cái gì đây? U. Khoan. Mày biết này là gì không? Ba cái mặt trời á. Ô đẹp quá, chụp hình mới được. Ba mặt trời. Không ta? Đúng rồi, mặt trời đó. Planetary Anomaly. Là sao? Cái đó kỳ lạ vậy, hành tinh này. Nhưng mà nó có sẵn cadmium luôn cho nên mình sẽ lên hành tinh này. Ba mặt trời. Ghê thiệt. Rồi mình sẽ bay vào buổi sáng để coi thử mặt trời nó nhìn ngang sao. Này thì
Cái quyển nó khá dày, không biết có thấy mặt trời được không. Trời ơi, dày dày đặc luôn á. Oh man. Ở trong nó sao à... Đi bắt, ui 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 ui. Mạnh quá. Núi không luôn á. Ok xanh kìa. Uầy. Đây chắc nhờ vào cái quyển nó dày cho nên là cũng không có ảnh hưởng nhiều. Giống cái chuối vậy, cái lá này nữa. Ê, ui ui. Đợi bão qua hết đi rồi mình sẽ nhìn lên trời coi thử ba mặt trời trên hành tinh nó làm sao á. Ok. Ủa sao hành tinh này nó xám xịt vậy? Nãy mới thấy xanh tươi lắm mà. Chắc tại ba mặt trời quá. Rồi. Soul Engine và Mind Arc này cần quá riêng luôn rồi. Nên mua. Nên kêu mua mới được. Rồi. Mind Arc. Tiếp theo. Vẫn gặp rồi đó nữa. Artemis nữa. Xài Mind Arc. Rồi. Artemis đã được hồi sinh rồi. Như tạm thời mình đang nhốt linh hồn của Artemis trong cái Mind Arc đó. Chứ không phải là mình đã cứu nó đâu. Bây giờ mình gặp Nada nè, mình coi thử. Linh hồn của Artemis sẽ không bao giờ có được một cái thân xác khác và không thể nào mà đi khám phá xung quanh được nữa. Mạng sống cũ đó chết nhưng mà mình có thể giúp được. Nada có một cái cỗ máy. Bạn có thể tải linh hồn của Artemis lên cái cỗ máy này và cho nó sống tiếp. Artemis sẽ cảm giác như là mình đang vẫn còn sống. Nhưng mà nó sẽ ở một mình trong đó, không có gặp ai hết. Hỏi nếu còn cách nào khác không? Không. Bạn phải lựa chọn một là upload cái linh hồn của Artemis vô cỗ máy này, hai là ngưng luôn, tức là giết nó luôn. Không hẳn là giết nữa mà nó đã chết rồi mà. Thì hiện tại mình đang giữ cái linh hồn đó, giả sử mình giải thoát linh hồn là xong luôn á. Là bụp, mất tiêu, kiểu vậy. Mình nghĩ là cái cỗ máy này không ổn lắm nha. Thôi, quyết định này. Giải thoát cho nó đi. Giờ nó kêu mình quyết định số phận của Artemis. Ghê, mình được quyết định số phận của một người khác luôn. Trời ơi cái máy nè. Nghĩ sao cho nó vô đây sống vậy. Thôi. Rất tiếc anh bạn Artemis. Mình đã sống quá đủ rồi. Cho phép Artemis được chết. Đây. Ai cũng nói là mình đã lựa chọn đúng rồi á. Bạn nghĩ gì đúng không? Nên cho nó sống trong cái thế giới thực tế ảo đó mãi mãi hay là giải thoát cho nó? Mình nghĩ giải thoát là đúng nhất rồi đó. Rồi. Thì tập này mình xin dừng đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn vào tập tiếp theo. Bye bye.